Vô tình là bây giờ mới có mặt ở Sài Gòn để tiếp tục làm video hướng dẫn cho anh em. Mấy bữa trước thì thực ra mình cũng đã có mặt ở Sài Gòn rồi, nhưng mà không phải là mình bận mà là Akai về nước, anh em đi chơi rồi có một số chuyện cần phải làm các thứ. Nói chung là mình bận. Nếu mà các bạn cảm thấy video này bổ ích thì đừng tiếc một giây cuộc đời để mà nhấn vào nút like ủng hộ mình, vì mình nhìn vào số lượng like thì mình sẽ biết được là có bao nhiêu bạn đang từng ngày chờ đợi mình ra video mới, đang ủng hộ mình. Vì gần đây là có một số bạn là kiểu ghét mình và tạo những cái tài khoản ảo hoặc là kêu gọi bạn bè dislike những cái video của mình, thì mình cảm thấy rất là buồn vì số lượng like các bạn tương tác không có nhiều, mà cái dislike nó tăng nhanh thì video mình nó sẽ bị rất là xấu, kiểu như là mình đang dạy bậy vậy bạ cho các bạn. Hôm nay thì thực ra cũng bận, nhưng mà tại vì hết tiền rồi cho nên là phải cố gắng làm clip kiếm chút đỉnh tiền ăn chơi. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái trick thay vì liên khay, tại vì anh em nói mình hướng dẫn liên khay hơi nhiều rồi. Đó, mình sẽ hướng dẫn anh em một cái trick có tên là Power Pass, nó sẽ trông như này. Đó, mình chỉ hướng dẫn cái đoạn này thôi, còn nguyên cái của nó thì nó có cái đoạn đi xuống nữa mà mình ghép hai cái đoạn này lại, nó chưa có kiểu như mình chưa có gành lắm, tại vì mình không có theo cái phong cách này. Cái phong cách mà hất hất bay bay rồi làm mấy cái power trick cái thứ thì mình không có theo cái đó. Cho nên là mình ít sử dụng những cái power trick, nên là cái tỷ lệ thành công nó không có được cao như là mấy chiếc bình thường. Đó cho nên là mình chỉ hướng dẫn cái nào mà mình chắc ăn thôi, tại vì nếu mà quay đi quay lại clip gớt bộp 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 thì nó sẽ rất là mất thời gian. Đầu tiên để làm được chiếc này chúng ta cần làm được một cái chiếc, đó là chiếc around. Around nó sẽ trông như này. Đó. Mình nghĩ là các bạn nên tập từ cái ngón áp út và ngón giữa trước, tại vì hai cái ngón này là hai cái ngón khỏe nhất trong cái tay của mấy bạn. Đó, thường là chúng ta sẽ chơi đó bằng hai ngón này. Thì chúng ta sẽ làm ở đây. Around chúng ta sẽ cầm bút như này. Đó, chúng ta sẽ cầm ở một đầu để cho cái đầu kia nó dài ra. Đó, và chúng ta sẽ dùng cái tay, hai ngón tay chúng ta bắt chéo qua như này, đó để đẩy đẩy cái cây bút đi, lăn lên cái ngón này. Đó, như này. Đó, và quay lại vị trí đầu kẹp lại. Đó, như này. Như này. Tiếp tục chúng ta sẽ làm ở những cái ngón khác, ví dụ như là ngón trỏ và ngón giữa. Như này. Đó. Và cuối cùng là ngón này. Đó, tiếp theo là một cái chiếc chúng ta cần biết nữa, đó chính là finger pass, mà cái này là nó là một cái chiếc cơ bản rồi, cho nên là mình nghĩ bạn nào tập tới bao chiếc thì cũng sẽ biết cái chiếc này nó sẽ trông như này. Đó, chúng ta sẽ đi lên đây như này. Đó. Tập cho nó nhanh hơn. Đó, như này. Đó, như này. Thì cái này chúng ta sẽ cầm bút như này. Chúng ta đẩy nó lên đây. Chúng ta co cái ngón này lại, chúng ta đẩy qua đây. Đó. Tiếp tục đẩy lên đây, co ngón trỏ lại. Đẩy cái bút lên đây. Đó. Thì làm nhanh nó sẽ như này. Đó, sau khi mà đã tập được hai chiếc đó rồi thì chúng ta bắt đầu dung hợp hai chiếc lại. Chúng ta sẽ ra bài dung hợp để chúng ta dung hợp ra gồng trắng mắt xanh ba đầu. Để ra được gồng trắng mắt xanh ba đầu chúng ta sẽ làm như này, chúng ta sẽ cầm bút ở dưới đây. Chúng ta around lên, nhưng mà lần này chúng ta sẽ cho nó ngừng lại ở cái ngón này. Đó, ngừng lại ngay đây. Chúng ta đưa ngón trỏ ngón giữa vào để mà chặn cái bút lại. Như này. Thay vì bình thường các bạn làm around thì các bạn sẽ cho nó đi qua đây luôn. Các bạn sẽ thả cái ngón này cho nó thẳng ra luôn, còn bây giờ là các bạn sẽ đưa nó vào để kẹp lại. Đó. Tiếp tục đẩy lên, kẹp lại bằng ngón trỏ. Như này, đó. Bắt đầu ghép lại hai cái đó lại với nhau. Như này, đó, chúng ta sẽ được một cái đoạn rất là ảo lòi. Đó, đi rất là nhanh. Như này. Mình sẽ làm nhiều lần cho các bạn xem. Đó. Đó. Hai là số nhiều rồi. Thì Power Pass nó là một cái chiếc có thể để ở bất cứ vị trí nào trong combo tùy các bạn. Ví dụ như mình để ở đầu mới vô mình sẽ Power Pass, sau đó mình sẽ quay một cái combo bình thường. Đó, như này. Hoặc là các bạn để ở giữa, các bạn đang làm như này. Đồ má, làm sao đưa Power Pass vô đây. 2000 years later. Trong ba cách thì mình thấy là cái cách để ở đầu là dễ nhất, còn hai cách kia mình không làm được. Hai cách kia mình không làm. Đó thì nếu mà các bạn tập được chiếc này thì cái combo của bạn sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều, vì đây là một cái chiếc rất là khó mà nó cũng rất là ảo. Cho nên là nếu mà các bạn làm được thì cái trình độ của bạn nó sẽ tăng rất là nhanh. Và mình kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.